Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 5 giờ 30 sáng của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin sáng ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Lôi kéo đồng nghiệp nhận hối lộ, cựu cán bộ cục A08 lĩnh án chung thân. Cựu phó chủ tịch Lẫy Kiều đọc thơ và 5 tỷ đồng, 6 năm tù. Xác định nghi phạm nổ súng vào nhà dân ở Khánh Hòa. Cảnh sát bắt giữ nhóm giang hồ mang súng áo chống đạn ở Tiền Giang. Cộng đồng quốc tế tiếp tục lên án vụ đảo chính tại Niger. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Chiều 28 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vũ Anh Tuấn, cựu phó trưởng phòng tham mưu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh A08 Bộ Công an, án tù chung thân về tội nhận hối lộ, số tiền hơn 27 tỷ đồng trong vụ án chuyến bay giải cứu. Chủ tọa phiên tòa nhận định, bị cáo Vũ Anh Tuấn là người có hành vi lôi kéo các bị cáo khác cùng đơn vị thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo đã nhận hối lộ 49 lần với tổng số tiền đặc biệt lớn trên 27 tỷ đồng. Hội đồng xét xử khẳng định, bị cáo Vũ Anh Tuấn phạm tội với vai trò tích cực trong nhóm đồng phạm tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, vì vậy cần phải xử lý nghiêm. Kết quả điều tra xác định, Vũ Anh Tuấn nhận hối lộ hơn 27,3 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân gần 23 tỷ đồng. Nhận định Vũ Anh Tuấn chủ động lôi kéo các bị cáo khác cùng đơn vị thực hiện hành vi phạm tội, nhận hối lộ số tiền lớn, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo tù chung thân. Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án dành cho Vũ Anh Tuấn là 19 đến 20 năm tù. Sau nhiều ngày nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt cựu phó chủ tịch Quảng Nam Trần Văn Tân mức án 6 năm tù về tội nhận hối lộ. Mức án này thấp hơn mức 7 đến 8 năm tù mà Viện Kiểm sát đề nghị. Tại phiên tòa, sau khi bào chữa và nói lời sau cùng, Trần Văn Tân là bị cáo duy nhất Lẫy Kiều đọc thơ. Khi tự bào chữa, bị cáo thừa nhận việc làm của bị cáo hoàn toàn sai và đọc lại hai câu thơ trong truyện Kiều. Trót vị tay đã nhúng chàm, dạy rồi còn biết khôn làm sao đây, rồi xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Trần Văn Tân cũng nói, đã nhận thức hành vi của bản thân là hoàn toàn sai trái. Tôi thừa nhận trách nhiệm và đã khắc phục được 3/4 hậu quả. Còn khi nói lời sau cùng, bị cáo nói đã thấm thía hành vi phạm tội, đã viết bản kiểm điểm, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chủ động khắc phục hậu quả. Ngày 29 tháng 7, nguồn tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, nghi phạm nổ ra vụ súng làm hai người trúng đạn vào tối 28 tháng 7 là Phan Thành Dũng, 27 tuổi, ngụ ở thị xã Ninh Hòa. Sau khi gây ra vụ việc, Dũng bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện với sự giám sát của công an. Theo thông tin ban đầu, Dũng sống chung như vợ chồng với con gái ông DBD, tên viết tắt, 52 tuổi, ngụ phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa. Thời gian gần đây, Dũng và ông D có xảy ra mâu thuẫn. Khuya ngày 28 tháng 7, ông D đang ngồi nói chuyện cùng một số người tại nhà thì Dũng đi xe máy đến. Người này rút súng bắn liên tiếp về phía ông D, khiến người đàn ông này và anh DTA, tên viết tắt 26 tuổi, trúng nhiều phát đạn. Nghe tiếng nổ súng, người dân địa phương đã lao đến vây bắt Dũng. Lúc này Dũng dùng dao tấn công làm anh DTA bị thương. Tuy nhiên Dũng cũng bị người dân khống chế giao cho công an. Ông D bị vết thương do đạn bắn vào vùng đầu nên phải chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu. Hôm qua ngày 29 tháng 7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng xác nhận tại nút giao thông Vũ Lăng, Trường Chinh, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe taxi và loạt xe máy. Thông tin ban đầu cho biết, một xe taxi đang lưu thông trên đường Vũ Lăng về hướng đường Trường Chinh. Khi đến nút giao thông Vũ Lăng, Trường Chinh, chiếc taxi bất ngờ chạy sang phải, lao vào phần đường ngược chiều của đường Trường Chinh, tông chính xe máy đang dừng đèn đỏ. Tại hiện trường, các xe máy bị hư hỏng nặng, có xe bị bánh sau của xe taxi cán qua. Vụ tai nạn khiến hai người bị thương và được đưa đi cấp cứu, còn một số người khác bị thương nhẹ. Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Minh Đức ngày 28 tháng 7 dẫn đầu đoàn khảo sát Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phục vụ thẩm tra dự án Luật Công nghiệp Quốc phòng, An ninh và Động viên Công nghiệp. Thiếu tướng Lê Xuân Thế cho rằng, vừa qua mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh mặc quân phục, đeo súng giả. Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Tư lệnh tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố phương pháp khống chế là khi phát hiện người nào mặc quân trang,
quân phục thì mời lên giải thích, vận động để họ tự giác. Đồng thời phối hợp với Sở Công Thương, Quản lý Thị trường, Công an Kinh tế, kiểm tra các cơ sở kinh doanh nếu không có giấy phép, không có nguồn gốc thì thu hồi, xử phạt. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 29 tháng 7, Công an tỉnh Tiền Giang đã chặn cầu Rạch Miễu, nổ súng, bắt giữ hơn hàng chục người đi trên 6 xe ô tô. Khi bị cảnh sát nổ súng trấn áp, nhóm người trên lao ra ô tô bỏ chạy thoát thân nhưng bất thành. Lực lượng chức năng bắt giữ 31 thanh niên, tuổi từ 24 đến 36 có hộ khẩu ở các tỉnh miền Tây. Khám xét phương tiện, công an thu giữ 4 khẩu súng, áo chống đạn, dao bấm, bình xịt hơi cay. Bước đầu, nhóm này khai, vừa qua một địa bàn huyện ở Tiền Giang giải quyết mâu thuẫn đang trên đường về Bến Tre thì bị bắt giữ. Lực lượng chức năng địa phương tỉnh Lào Cai đang tập trung tìm kiếm một trường hợp thiếu niên bị lũ cuốn khi qua suối vào sáng 28 tháng 7. Thông tin từ chính quyền sở tại cho biết, ông Giàng A Pấy, trú tại xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, các con gái là Giàng Thị N, tên viết tắt sinh năm 2008, vốn bị mù bẩm sinh qua suối đi làm nương. Khi đến giữa suối, N bất ngờ bị trượt chân trôi về phía hạ lưu. Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ tìm kiếm dọc suối xuôi về phía hồ thủy điện. Tuy nhiên, sau nhiều giờ vẫn chưa thấy tung tích nạn nhân. Ngày 29 tháng 7, cơ quan công an thành phố Phú Quốc khởi tố bắt tạm giam 4 đối tượng khai thác lâm sản trái phép tại tiểu khu 52 rừng đặc dụng thuộc ấp Rạch Tràm, xã Bãi Thơm. Theo đó, vào khoảng 23 giờ ngày 23 tháng 3, trong quá trình tuần tra tại tiểu khu 52, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt rừng đặc dụng thuộc xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, lực lượng chức năng đã phát hiện các đối tượng gồm Đỗ Tiến Đạt, Thái Hoàng Huynh, Cao Quốc Cường, Đặng Văn Khanh và 3 người nam giới đang khai thác gỗ trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã xác định cây rừng các đối tượng này khai thác là kiền kiền, nằm trong danh mục cấm khai thác và được bảo vệ nghiêm ngặt. Khối lượng gỗ được xác định là 9,119 mét khối gỗ tròn. Trong đó, 38 lóng gỗ có khối lượng là 1,921 mét khối là cây kiền kiền. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang cho biết, tính đến chiều 29 tháng 7, khu vực tỉnh Kiên Giang chịu ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 2 nên xảy ra mưa lớn kèm mưa dông, lốc, gây nhiều thiệt hại về tài sản của nhà nước và người dân ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mưa lớn kèm theo dông lốc đã làm bị thương 5 người ở huyện Gò Quao, thiệt hại 37 căn nhà, trong đó đổ sập 11 căn nhà, tốc mái 26 nhà dân ở các huyện Dòng Riền, Gò Quao, An Biên, Châu Thành, Hòn Đất và Vĩnh Thuận. Ước giá trị thiệt hại về vật chất ban đầu hơn 1 tỷ đồng. Mưa lớn, dông, lốc còn gây đổ ngã nhiều cây xanh trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh và ngập úng cục bộ một số tuyến đường nội ô thành phố Rạch Giá. Tại huyện Dòng Riền, mưa lớn gây thiệt hại hơn 180 hectare lúa thu đông 2023, tổn thất từ 30 đến 100% và 8 hectare khoai lang thiệt hại khoảng 70%. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế đáng chú ý được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ sáng nay. Trong thông cáo vào ngày 28 tháng 7, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án các nỗ lực thay đổi chính phủ Niger một cách bất hợp pháp và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Niger Mohamed Bazoum. Trong thông cáo có đoạn, các nước ủy viên Hội đồng Bảo an lên án mạnh mẽ những nỗ lực nhằm thay đổi chính phủ hợp pháp của Cộng hòa Niger vào ngày 26 tháng 7 năm 2023 một cách vi hiến. Hội đồng Bảo an kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Tổng thống được bầu cử dân chủ Mohamed Bazoum, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ ông, gia đình và các thành viên trong chính phủ của ông. Trước đó, vào đầu tuần này, các thành viên của lực lượng bảo vệ Tổng thống do tướng Chiani đứng đầu tuyên bố lật đổ Tổng thống Bazoum, đóng cửa biên giới và áp đặt lệnh giới nghiêm trong nước cho đến khi có thông báo mới. Đại diện lực lượng Hải quân Hàn Quốc thông báo, ngày 29 tháng 7, nước này và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận chống ngầm phối hợp, có sự tham gia của một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ. Cuộc tập trận diễn ra ở vùng biển phía nam bán đảo Triều Tiên. Hải quân Hàn Quốc khẳng định, cuộc tập trận lần này giúp tăng cường khả năng phản ứng và tương tác giữa Hải quân Hàn Quốc và Mỹ nhằm sẵn sàng đối phó với tàu đối phương xâm nhập. Trước đó, vào tháng 4 vừa qua, Mỹ cùng với Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đã tiến hành cuộc tập trận hải quân ba bên có sự tham gia của tàu sân bay Mỹ USS Nimitz tại vùng biển quốc tế phía nam đảo Jeju của Hàn Quốc. Đây cũng là cuộc tập trận chống tàu ngầm. Theo hãng thông tấn TASS, mới đây,
thành phố Saint Petersburg, Nga đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh Nga châu Phi lần 2. Cùng đến Nga tham dự hội nghị có đại diện của 49 nước châu Phi, trong đó có 17 nguyên thủ quốc gia. Sau khi kết thúc hội nghị, hai bên đã có những cam kết chung về nhiều mặt. Nga và châu Phi cùng ủng hộ việc hình thành một trật tự thế giới mới công bằng hơn. Hai bên sẽ cùng nhau bảo vệ luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, đồng thời cam kết chống lại chủ nghĩa thực dân mới. Moscow và các nước châu Phi phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương và các biện pháp hạn chế. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo tại hội nghị đã đồng ý thành lập một cơ chế an ninh Nga châu Phi lâu dài. Các bên cũng đã nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh 3 năm một lần. Nga và các quốc gia châu Phi sẽ thiết lập một cơ chế thường trực để phối hợp giải quyết các vấn đề an ninh lương thực, công nghệ thông tin và biến đổi khí hậu. Tại kỳ thượng đỉnh này, Nga chia sẻ kế hoạch tăng cường sự hiện diện của mình trên lục địa đen. Nga cam kết sẽ tăng viện trợ ngũ cốc cho châu Phi. Moscow đã xóa nợ 23 tỷ USD cho châu Phi và sẽ tiếp tục phân bổ thêm 90 triệu USD. Malaysia đã công bố một kế hoạch nhằm kêu gọi người dân cho thuê mái nhà để lắp đặt pin năng lượng mặt trời, trong bối cảnh chính phủ nước này tìm cách nâng tỷ lệ năng lượng tái tạo của quốc gia lên 70% tổng sản lượng điện vào năm 2050. Bộ trưởng Kinh tế Malaysia cho biết, việc thuyết phục một gia đình có 4 người mua và lắp đặt các tấm pin mặt trời trên nóc nhà với chi phí 20.000 ringgit, trên 100 triệu đồng là điều khó khả thi vào thời điểm hiện tại. Thay vì đề nghị các gia đình phải trả tiền lắp thiết bị đắt đỏ, họ sẽ đề nghị người dân cho thuê mái nhà để gia tăng thu nhập. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 5 giờ 30 sáng. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!